Hôm nay chúng ta sẽ vào buổi đầu tiên của môn học Photoshop. Ở buổi đầu này thì chúng ta sẽ giới thiệu về giao diện này, giới thiệu chung về một vài cái khái niệm là hoặc là những cái thao tác hoặc những công cụ rất là cơ bản ở trong Photoshop để phục vụ cho những cái thao tác chung, và chúng ta sẽ giới thiệu về các khái niệm ví dụ như là điểm ảnh, như là vùng chọn, cộng với các cái công cụ tạo vùng chọn cơ bản ở trong Photoshop, và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành một cái bài tập là để sử dụng những cái khái niệm cơ bản đó, những công cụ cơ bản đó, chúng ta sẽ lựa chọn, chúng ta sẽ lấy được những cái phần hình ảnh mà chúng ta mong muốn và ghép nó lại thành một cái sản phẩm. Thế thì về vai trò của Photoshop thì chúng ta nên nói qua một chút. Thì Photoshop nó là cái chương trình chỉnh sửa ảnh có thể nói là mạnh nhất bây giờ. Đấy. Và nó gần như là dẫn đầu mọi cái cải tiến và mọi cái xu hướng chỉnh sửa ảnh cho các cái chương trình mà có cùng chức năng. Tuy nhiên nó luôn luôn là cái thằng đi đầu, nó luôn luôn khẳng định được cái vai trò anh cả của nó, và nó đi vào đời sống tới mức độ gần như là khi mà nhắc tới cái khái niệm mà chỉnh sửa ảnh thì người ta thay vì nói là đã sửa hay chưa, đã chỉnh hay chưa, thì người ta dùng luôn cái khái niệm là ảnh này đã Photoshop hay chưa. Đấy, thì tức là nói luôn đến cái mức độ và cái tầm ảnh hưởng nó ở trong cái việc mà chỉnh sửa và làm việc với ảnh. Thì phiên bản thì chúng ta đang sử dụng và chúng ta đang giới thiệu với nhau thì nó là phiên bản CC. Tôi đang sử dụng tới phiên bản CC phiên bản 2017. Nó nếu như mọi người mà dùng cái phiên bản thấp hơn một chút thì cũng không có sao cả, tại vì thực ra về mặt bản chất nó là giống nhau thôi. Nó sẽ có một vài cái cải tiến nhỏ nhỏ về cái phương pháp trình bày, về cái giao diện một tí, nhưng mà nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Chúng ta cứ nắm được cái quy tắc làm việc, cái công cụ chuẩn thì là chúng ta có thể làm việc với bất kỳ phiên bản nào cũng được. Đấy, trước hết là chúng ta giới thiệu về cái giao diện. Thì đây là phiên bản Photoshop CC 2017. Ở phía trên cùng thì chúng ta thấy là sẽ có cái thanh menu để cung cấp cho chúng ta những cái lệnh sâu trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với lại ảnh. Ở thanh kế tiếp thì chúng ta có thanh option. Thanh này thì nó gần như là phổ thông ở trong các cái chương trình của thằng Adobe rồi, cung cấp cho chúng ta những cái lựa chọn, những cái gợi ý, những cái lối tắt cho các công cụ và các lệnh cơ bản mà chúng ta hay sử dụng, và nó tùy biến tùy theo là chúng ta đang chọn công cụ nào và đang làm cái việc gì. Ở phía cuối của cái thanh option này thì chúng ta thấy là có một cái công cụ tìm kiếm, và thực ra thì nó quan trọng hơn là cái workspace, cái không gian làm việc. Thì về mặt vai trò thì Photoshop nó có thể làm rất là nhiều công việc khác nhau, tất nhiên là đều liên quan tới ảnh, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là nó cung cấp cho chúng ta những cái gì. Nó cung cấp cho chúng ta một loạt các cái tùy chọn, ví dụ như là các chế độ gốc của nó này, Essential này, 3D này, Graphic của Web này, Motion này, Painting này, Photography này. Thì những cái như thế này là nó tương ứng với từng công việc khác nhau. Ví dụ như Essential là một cái chế độ mà nó mang tính tổng hợp chung, không phân biệt là làm cái gì cả, và nó đưa ra một cái giao diện mà nó gần như là chung nhất, mọi người đều có thể là làm việc, đều có thể tìm kiếm các lệnh và công cụ ở trong cái giao diện này. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta bấm chuyển sang 3D chẳng hạn thì nó lại đưa ra những cái giao diện mà liên quan tới cái công việc mà có dính dáng tới 3D ở trong Photoshop, hoặc là gì đấy, Graphic và Web thì nó lại đưa ra cái giao diện mà liên quan tới cái việc mà thiết kế web đó, hoặc là Graphic, Motion thì nó lại đưa ra cái hỗ trợ để làm chuyển động, ví dụ làm ảnh GIF hoặc là xuất những cái phim, những cái phim thật là đơn giản ở trong Photoshop, chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn phim đơn giản. Painting thì
nó đưa ra các bảng màu, nó đưa ra các cái cỡ bút, nét bút để cho chúng ta có thể là dùng cái môi trường Photoshop này thay thế cho cái việc là vẽ vời trên giấy, trên toan. Đấy, bằng bút màu thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ở trên môi trường Photoshop để tạo các bức tranh hoặc là ở trong một cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là chúng ta hay nghe nói tới cái digital art hay là digital concept. Đấy, thì là khi mà người ta bắt đầu có một cái kịch bản, có một ý tưởng gì đó về một cái game, về một cái bộ phim gì đó, thì thường là người ta sẽ phải có những cái phác họa ra về bối cảnh, về nhân vật, về trang phục, vân vân, để tìm kiếm những cái ý tưởng phù hợp, những cái hình thức phù hợp cho cái bộ phim đó hoặc cái nhân vật đó. Thì cái môi trường này là một trong những môi trường mà những người thiết kế hay sử dụng để mà tìm kiếm những ý tưởng hoặc những phác thảo ban đầu. Thế còn photography thì đương nhiên là dành cho dân nhiếp ảnh đó, họ chụp ảnh rồi họ chỉnh sửa, họ cắt khúc, họ chỉnh màu, họ làm các thứ làm sao cho có một cái bức ảnh đẹp nhất. Thì thoáng qua như thế thì chúng ta thấy rằng là sẽ có rất là nhiều các cái nhiệm vụ khác nhau mà chúng ta có thể làm được, có thể là phục vụ được ở trên cái môi trường Photoshop này. Thế và nếu như mà chúng ta làm việc ở trong cái công việc nào thì chúng ta tìm tới cái giao diện liên quan, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái môi trường làm việc phù hợp nhất, tại vì nó sẽ đưa ra những cái bảng panel, nó sẽ đưa ra những cái công cụ chuẩn hay sử dụng cho cái môi trường đó. Thế thì cách tốt nhất là chúng ta vừa mới bắt đầu vào làm quen với lại Photoshop thì các bạn nên để ở cái chế độ là Essential, thì nó sẽ là một cái chế độ mà nó cung cấp cho chúng ta những cái gì mang tính chất là nó tổng hợp nhất và chung nhất. Đấy. Thế thì cái nút như thế này thì các bạn bấm sổ cho các bạn chọn. Đấy, thì còn trong trường hợp mà chúng ta làm việc, nó lại làm việc ở một cái môi trường chung thì như thế nào? Đấy. Môi trường chung ví dụ như là các bạn đến một công ty, các bạn làm việc và cái máy này, cái ca này bạn ngồi làm, thế ca khác là người khác làm, thì ở đây chúng ta lại nói luôn là cái thói quen làm việc mỗi người một khác. Do đó thì là có thể là một người này thì thích hay mở những cái công cụ này, hay gọi các panel kia, và lại còn dính tới một cái vấn đề nữa là trong Photoshop nói riêng và các cái chương trình đồ họa nói chung, thì để làm việc mà tăng tốc lên thì người ta cũng hay là sử dụng các phím tắt. Đấy. Thì các lệnh, các công cụ thì có một số đã được gán phím tắt rồi, nhưng cũng có một số là chưa gán phím tắt và họ có thể là gán riêng, hoặc đôi khi họ sửa đổi theo cái thói quen. Thì nếu như mà chúng ta mà làm việc ở một cái môi trường máy móc chung như thế thì nó sẽ lại dẫn tới cái vấn đề là nếu như mà chúng ta hiệu chỉnh lại cái môi trường làm việc, hiệu chỉnh lại, gán thêm các phím tắt cho cái chương trình mà chúng ta dùng, thì người khác vào làm thì sẽ rất là khó chịu, tại vì là nó không quen, đấy, tưởng là gọi cái này lại gọi cái kia. Đấy, thì nó sẽ rất là mệt, và do đó thì cái việc mà chúng ta thiết lập một cái môi trường làm việc riêng của mình rất là quan trọng, nó phục vụ cho đúng cái thói quen của mình và phục vụ cho cái thiết lập riêng của mình. Thế thì để mà làm cái thao tác đó thì chúng ta nên làm một cái workspace riêng, tạo một cái workspace riêng của mình. Thế và lúc đó thì mình ngồi làm thì mình sẽ gọi cái workspace của mình ra, nó tránh làm ảnh hưởng tới những cái người khác mà dùng chung máy. Thế thì để tạo ra một cái workspace riêng thì chúng ta có thể làm không? Có. Đây ví dụ như tôi làm thì tôi sẽ đặt một cái workspace của tôi, đúng không? Và khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ đưa ra cái gì mà tôi cần nhất, thế thôi. Những cái gì mà không cần tôi cắt đi, tôi bỏ đi. À, ví dụ như thế. Thế thì các bạn mà làm thì các bạn có thể làm như thế nào? Tắt bật những cái gì mà mình cần. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là new workspace ở đây. Ví dụ như là Hải làm có Hải, đúng không? Hải ghi vào cái tên của mình như này. Đó, sau đó thì muốn mà cá nhân hóa thêm cái gì nữa thì đánh dấu vào đây. Đó, keyboard shortcut chẳng hạn, là cài thêm phím tắt riêng, đúng không? Hệ thống menu hoặc là hộp công cụ.
giữ những cái gì, bật những cái gì thì mình sẽ đánh dấu hết và sau đó thì mình save. Khi save vào rồi thì nó sẽ có tên ở đây, và tôi làm thì tôi sẽ bật cái chế độ của tôi đúng không, Hải làm thì Hải sẽ bật cái chế độ của Hải, cũng tương tự nếu mà Nhung làm, Nhung cũng sẽ làm một cái new workspace đặt tên là Nhung đúng không. Thì đến lúc xong thì mình làm cái gì, ai ngồi máy thì sẽ bật đúng cái chế độ của mình lên. Và trong trường hợp nếu mà các bạn không thích thì các bạn chỉ rất là đơn giản là các bạn chọn cái lệnh gì đây nhỉ, lệnh delete đúng không, delete workspace, nó sẽ đưa ra những cái danh sách ở đây và các bạn muốn xóa cái nào thì các bạn chọn cái tên các bạn cần xóa, các bạn xóa bỏ đi thì là nó sẽ xóa bỏ cái không gian làm việc đấy. Thì đấy là cái thao tác chúng ta sẽ xây dựng một cái workspace riêng. Thế còn phía bên này thì nó đơn giản là hộp công cụ rồi đó, hộp công cụ nó cung cấp cho ta những cái công cụ trong quá trình mà làm việc. Thì tất tần tật mọi công cụ thì hầu như nó sẽ được giới thiệu ở đây. Tất nhiên là trong một vài trường hợp như vừa nãy tôi có nói là cái workspace, cái không gian làm việc ở bên phía này, chúng ta chọn vào công việc gì thì đôi lúc nó sẽ có một số công cụ nó sẽ không hiện ra, tại vì công cụ đó sẽ không dùng trong công việc đó. Đấy, thì là có thể là sẽ không tìm thấy ở trong này. Trong các trường hợp mà các bạn cần tìm mà không thấy thì hãy nhớ giúp tôi là tìm cái gì mà không thấy thì mở cái danh sách này ra xem nó đang ở chế độ nào. Đấy, và cách tốt nhất để khôi phục, để mà nhìn thấy tất cả mọi thứ thì các bạn tìm về cho tôi cái Essential này nhá. Essential này là cái mà tổng hợp cơ bản nhất, thì các bạn bật nó về đây. Còn tìm về đến Essential rồi mà vẫn không thấy cái mà mình cần tìm thì đưa chuột xuống dưới này, chọn cho tôi cái lệnh Reset Essential để nó khôi phục lại về cái trạng thái gốc ban đầu của cái môi trường làm việc đó. Thế còn hộp công cụ thì cũng giới thiệu nhanh như thế này. Nó có hai cái nó có hai cách trình bày, là cách trình bày một thanh dọc và cách trình bày hai thanh. Đấy, một thanh thì nó sẽ chiếm ít diện tích và do đó thì chúng ta có thể là gì đã tiết kiệm được không gian và chúng ta sẽ có không gian làm việc ở phía giữa này nó rộng hơn. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm là gì? Khi chúng ta chọn một công cụ nào đó thì cái thao tác mà chọn chuột của chúng ta nó phải chạy lên chạy xuống rất là dài, một quãng đường rất là dài thì chúng ta mới chuyển đổi được. Tất nhiên là nếu các bạn mà làm quen rồi, các bạn có thể là nhớ hết các phím tắt, các bạn có thể gọi rất là nhanh. Đấy, và đôi khi tôi làm tôi còn giấu tiệt hết tất cả đi, chẳng còn cái gì ở trên màn hình cả, ngoài cái công việc mà mình đang làm. Ví dụ tôi làm có thể tôi sẽ để như trạng thái như thế này, tôi sẽ giấu hết đó, tôi sẽ giấu hết đi, tôi cần cái gì thì tôi sẽ gọi nó bằng phím tắt đấy, hoặc cùng lắm thì tôi cũng sẽ gọi nó bằng cách là gì vào đây để gọi nó ra, làm xong chọn xong thì nó lại giấu đi để cho nó gọn đấy. Thế nhưng mà với các bạn nếu mà chưa quen, chưa thuộc thì tốt nhất các bạn nên bấm nó về cái chế độ là gì đấy ạ, hai cột như thế này, nó chiếm thì nhiều chỗ hơn một chút nhưng mà đổi lại là cái thao tác mà chúng ta di chuột, chúng ta gọi các công cụ nó rất là ngắn gọn ở trong cái phạm vi mà chúng ta thao tác ở đây thôi, chứ không phải chạy đi chạy lại rất là nhiều, nó rất là mệt. Thế còn bên dưới các cái công hộp công cụ này thì chúng ta có hai cái ô màu. Photoshop thì nó cùng họ nhà Adobe với lại rất là nhiều các chương trình. Tuy nhiên là cái hộp màu ở đây thì nó lại khác với chương trình, ví dụ như là InDesign hoặc là Illustrator chẳng hạn. Nó hai hộp thì nó gọi một hộp là hộp tiền cảnh, một hộp là hộp hậu cảnh, chứ nó không phải là phim và stroke giống như là các bọn kia. Chúng ta sẽ gọi đây là màu tiền cảnh, đấy là ô phía trên, màu hậu cảnh là ô phía dưới. Đấy là dịch nôm na theo kiểu tiếng Việt. Còn gốc của nó gọi là foreground và background. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa là chế độ Quick Max và một số các cái chế độ trình bày là giấu bớt một số thành phần đi. Đấy, trong cái quá trình làm thì chốc nữa tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn một tí về cái này. Thế còn hệ thống bên này thì chúng ta gọi nó là hệ thống panel hay gọi là hệ thống Docker. Docker nơi chứa các panel. Khi mà tôi cần làm sâu về một cái gì đó thì tôi thường sẽ mở các cái hệ thống panel này lên, và cái panel mà chắc là chúng ta sử dụng nhiều nhất bất chấp là chúng ta đang làm
việc với một cái mong muốn nào, với một cái yêu cầu nào, thì cái panel layer này chẳng hạn là cái panel mà chúng ta sẽ làm gần như là lúc nào cũng phải mở ra đấy, để quản lý tầng thứ, quản lý các đối tượng. Thế và chúng ta có thể là mở theo hai cách. Một là để ở cái trạng thái là gì đấy ạ, bấm vào một cái này để cho nó mở ra đấy, dùng xong thì chúng ta có thể thu gọn lại, hoặc không chúng ta có thể mở rộng hết ra như thế này để chúng ta có thể là dùng nó một cách thường xuyên. Và cái hệ thống này thì nó cũng không nhất thiết là nó cố định, chúng ta có thể là tắt bật, thu nhỏ, phóng to. Ví dụ như là tôi có thể là thấy để như thế này thì chiếm nhiều chỗ quá, tôi có thể bấm vào đây, tôi kéo cho nó thành cái thành nhỏ hơn như thế này đó. Tôi không thích cái nào tôi có thể lôi cổ ra để nó trôi nổi ở trên màn hình như thế này, không thích nữa có thể tắt nó đi. Và thường thường thì các cái panel này nó sẽ được kết hợp với nhau theo một họ. Một số các panel mà khi chúng ta mở ra chúng ta làm việc thì thường thường là nó sẽ kết hợp cùng với lại các panel khác thành một cái nhóm làm việc, và nó có tính chất tương hỗ hỗ trợ nhau. Ví dụ như cái nhóm chẳng hạn như layer này, rồi channel này, hoặc là path, là những thứ mà nó hay đi thành một bộ với nhau. Chúng ta cũng có thể là tách rời nó ra, và chúng ta cũng có thể là gì đấy ạ, để nó thành một cái nhóm riêng đấy. Còn kết hợp nhóm thì chúng ta có thể làm sao đây ạ? Kéo nó vào, các bạn để ý thao tác của tôi nhé, bấm vào đây, kéo thả vào cái chỗ mà mình muốn đấy. Khi nào mà các bạn nhìn thấy một cái vạch xanh mà nó hiện lên thì có nghĩa là nó cho phép bám vào rồi. Cả cái dãy dài này tôi có kéo ra không? Được. Đây, thành trôi nổi này. Thích đặt nó vào đâu thì chúng ta sẽ kéo đó. Đây, ví dụ tôi có thể kéo thả này. Thả cho tới khi nào mà sáp vào đây, các bạn nhìn thấy một cái thanh màu xanh bám vào cái lề như thế này thì thả ra thì nó sẽ bám vào lề. Thích kéo để trái, để phải, để trên, để dưới đều được cả. Cứ kéo vào cái lề màn hình mà các bạn muốn. Đấy, và bây giờ không thích nữa thì thu vào đây. Thế trong một nhóm này khi mở ra thì các bạn hãy để ý, tôi mở ra thì bao giờ nó cũng mở ra cả một nhóm. Đấy, nhưng trong một thời điểm sẽ chỉ có một cái được kích hoạt lên thôi. Cái nào mà cái tab này nó sáng lên này, chữ sáng lên thì là cái được kích hoạt. Thế muốn chuyển sang cái khác thì chúng ta bấm chuột để chúng ta kích hoạt nó lên. Đấy, thế còn trong trường hợp mà chúng ta mở rộng ra như thế này thì từ trên xuống dưới có rất nhiều cái, và trong mỗi một cụm như thế này sẽ có một cái được kích hoạt. Nếu mà các bạn muốn kích hoạt cái khác thì lại bấm vào đây để nó chuyển. Thế còn muốn thu nó lại để mà xem những cái khác rõ ràng hơn thì các bạn bấm vào đây. Đó, kích đúc, đó. Kích đúc thì nó sẽ thu lại, thu gọn lại, và nó lại có chỗ rộng hơn cho những cái phía dưới này. Đấy, ví dụ tôi kích đúc tiếp vào đây thì lúc này tất cả mọi thứ thu gọn hết cả lại, và chúng ta sẽ có thế này, những cái khu ở bên dưới này nó rộng hơn để cho chúng ta làm việc. Đấy, không cần nữa, bấm vào đây. Thế còn trường hợp ví dụ như là tôi nói vừa nãy, tôi làm thì tôi hay giấu nó đi, thì các bạn có thể nhấn vào cái phím tab ở trên bàn phím nhá. Các bạn nhấn vào phím tab trên bàn phím thì nó giấu hết tất cả những cái kia đi, nó vẫn nằm ở góc này này. Nếu các bạn di chuột vào góc một chút, vào cạnh phải, cạnh trái một chút thì nó sẽ mở ra, và các bạn có thể chọn được cái các bạn cần. Thế nó chọn xong bấm vào phía trong này để làm việc thì nó lại tự động nó thu gọn vào trong cái cạnh bên kia, bên trái hoặc bên phải đây. Thì các bạn có thể là tìm ra được những cái mà mình cần, nhưng mà dùng xong một cái thì là nó sẽ thu gọn vào, như thế thì nó sẽ đỡ tốn chỗ. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn cho nó hiện lại, các bạn nhấn phím tab một lần nữa thì nó sẽ mở ra. Thì đấy là một vài cái thao tác cơ bản về làm quen về cái giao diện ban đầu. Đấy, thì các bạn thử nghiệm một chút xem là đóng mở như thế nào. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn mở thêm một tìm cái gì thì các bạn sẽ tìm ở đâu? Quy tắc rồi, hãy nhớ một lần và áp dụng cho tất cả những chương trình mà chúng ta làm việc với sau. Tất cả mọi thứ các bạn muốn tìm nó đều nằm trong Windows hết nhá. Cứ menu Windows mà tìm thì các bạn sẽ tìm ra bất cứ cái gì các bạn cần. Nếu mà không tìm thấy ở đây thì lại sọc vào Windows gọi nó ra. Đấy. Thế và đây là chỗ của panel nhá. Thế còn ở đây có hai cái mà được đánh dấu rồi, đấy là cái option, là cái thanh này.
đây trong window này, option này. Thế còn tool là cái hộp công cụ này. Đấy, nếu mà lúc nào đấy mà các bạn tự dưng thấy nó biến mất mà không thấy đâu cả thì cứ vào window xem đã được đánh dấu hay chưa. Chưa đánh dấu, đây ví dụ bấm vào đây mất nha, bấm vào đây mất. Rất nhiều trường hợp các bạn gặp như thế này, cứ khóc giờ mấy giờ thầy ơi em không tìm thấy cái nọ, em không tìm thấy cái kia, thì cứ vào trong window này đánh dấu, bật gọi nó ra. Đấy, thì đây là những thao tác rất là cơ bản đầu tiên để làm quen với giao diện làm việc. Đấy, và các bạn dành ra 1-2 phút làm quen với nó, sau đó chúng ta giới thiệu tiếp các cái vấn đề khác.